Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với Biển Ba Động. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi du lịch Biển Ba Động. Thì cùng đi với mình nhé. Biển Ba Động là khu tham quan du lịch biển tọa lạc tại địa bàn ấp Cồn Chấn, xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 55 km. Khi vừa vào cổng thì phía bên tay phải có những quầy hàng bán nước giải khát, quà lưu niệm và đặc biệt là nón đi biển. Có những nón được thêu chữ Biển Ba Động nhìn rất đẹp. Đi vào trong một chút nữa là nhà hàng tiệc cưới Ba Động, đang trong giai đoạn sắp hoàn thiện. Chắc hẳn đây là một nơi lý tưởng để tổ chức lễ cưới. Nhà hàng thì sang trọng, view thì cảnh biển. Khách đến dự vừa được ăn đám cưới, vừa được tham quan du lịch biển. Chỉ đơn giản một câu là quá tuyệt vời. Từ cổng đi thẳng vào, bạn sẽ ấn tượng ngay với mô hình mô phỏng cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, khẳng định một điều, Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Biển Ba Động nằm trong khu vực biển Phù Sa, nên bãi cát Ba Động không trắng muốt hay vàng ống ả. Nước biển Ba Động cũng không thể trong xanh như các bãi biển Nha Trang hay Vũng Tàu. Biển có màu xám, nhưng không vì màu sắc mà cho rằng biển không được sạch nha các bạn. Vẫn tắm được an toàn, mà mình đã nhiều lần tắm biển ở đây, thấy không thua gì biển Vũng Tàu đâu nha. Tiếp theo mời các bạn cùng mình chạy dọc theo bờ biển để ngắm khung cảnh rất đẹp. Đặc biệt, hiện nay Trà Vinh xây dựng nhà máy điện gió dọc theo bờ biển Ba Động, giúp cho biển Ba Động hiện tại có view cực kỳ đẹp luôn. Tha hồ cho các bạn trẻ check-in, chụp hình sống ảo. Cũng nhờ điện gió mà ngay tại chân cầu đi ra các quạt gió, người dân ở đây đã mở các quán ăn uống view ngắm biển, ngắm quạt gió cực kỳ chill luôn. Các bạn nào muốn tham quan du lịch biển, view phải chiêu chiêu, phong cảnh mộc mạc, thân thuộc, dân dã, đậm chất quê hương, giá cả mọi thứ dễ chịu, không ngầu ngào như Vũng Tàu thì đây chắc hẳn là một lựa chọn hoàn hảo cho các bạn. Đi chơi nãy giờ chắc các bạn cũng đói bụng rồi phải không? Mình sẽ gợi ý cho các bạn ba cách. Thứ nhất, nếu đi một mình chỉ muốn ăn đơn giản thì có thể ghé quán như mình đang ngồi, kêu một dĩa mì xào hải sản, một mình ăn no căng bụng luôn. Cách thứ hai, khi các bạn đi nhóm nhiều người thì có thể vào các quán chòi ở bên trái khi vừa vào cổng biển Ba Động. Ở đây có đủ loại hải sản, đủ món ăn, rất là ngon. Hoặc cũng có thể ghé quán 94, ngay chân cầu dẫn ra các quạt gió. Quán có view đẹp theo mô hình tự phục vụ. Khi vào quán các bạn hãy đến gọi món và trả tiền rồi tự đem ra bàn ăn uống nha. Cách thứ ba dành cho các nhóm bạn nào thích ăn tự túc và mình vào thiên nhiên, các bạn có thể đem tấm bạt để lót ngồi, đem theo bếp ga. Trên dọc đường biển Ba Động có các quầy bán hải sản, các bạn mua ở đây nhớ chỗ tài thương lượng.
Và cuối cùng nhớ phải xin phép mấy chú bảo vệ quanh khu bạn ngồi xem có được phép nhóm lửa nấu ăn tự túc không nhé. Vậy là mình đã hân hạnh được chia sẻ cho các bạn về chuyến tham quan biển Ba Động của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Các bạn nhớ bấm like và comment ý kiến của mình. Nhớ đăng ký kênh để tiếp tục cùng mình đi tham quan các địa điểm du lịch mới nha. Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn và chào tạm biệt.